Tập 34. Ngàn cân treo sợi tóc. Năm đó ngươi cho Khang Kiều vào môn phái học tập, vì sao lại cộng tác nhiều năm? Tình nghĩa sâu nặng, nghĩ là hiểu được. Nhưng người đã chết, không thể sống lại, hãy nén bi thương. Với cái tính hấp tấp của cậu ấy, sớm muộn gì cũng có ngày này thôi. Địa vị Khang Kiều chưa cao, nhưng cứ chôn cậu ta trong dân lăng của Bắc Sơn đi, không phiền môn chủ phải nhọc lòng. Người chết đèn tắt, hậu sự chẳng qua cũng chỉ để người sống xem, ta không quan tâm mấy chuyện đó. Cứ tổ chức đơn giản thôi. Mạc Bất Phàm, ngươi oán hận trong lòng, tại sao không nói thẳng ra? Chưa từng oán hận. Tất cả đều do Khang Kiều tự làm tự chịu. Môn chủ không cần nhọc lòng an ủi. Điện hạ, chỉ chết một tên vô danh tiểu tốt thôi mà, ngài cần gì phải đích thân an ủi? Ban đầu ta đã dặn cậu thế nào? Giờ thời cơ diệt trừ Chung Bắc Đẩu để răn đe, nhưng tại sao cậu lại làm ầm ĩ cho cả thiên hạ biết? Điện hạ minh giám, nếu đã là cảnh cáo răn đe thì cả thiên hạ biết cũng có làm sao đâu. Giả lại đệ tử cũng đang muốn lôi Khấu Nguyên Kiệt vào cuộc, thế thì Khấu gia của hắn sẽ buộc phải quyết định sớm. Nam Cung Phóng, tư chất của cậu và Dân Tương khó phân cao thấp, nhưng cậu quá tự mãn, cứ cái đà này e là làm gì cũng khó. Cậu cũng đến khuyên ta nén bi thương à? Có cần phải đi đến nước này không? Ta chết thế này đúng là vô dụng thật. Nhưng ta đã không tìm thấy lý do để sống nữa rồi. Hay là cậu tìm giúp ta đi.
Mấy năm qua, nhờ có chấp niệm phải rửa sạch oan khuất, ta mới đi được đến hôm nay. Ta không thể sống dựa vào chấp niệm giống như cậu. Nỗi hận trong lòng ta đã thiêu đốt lục phủ ngũ tạng ta, khiến ta sống không bằng chết. Hai chúng ta hợp tác sẽ cứu muôn dân khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Lẽ nào đó không phải ý nghĩa để sống tiếp hay sao? Ngày đó trong khe núi, cậu nói với ta rằng cậu đã biết thân phận của môn chủ, muốn hợp tác với ta để ngăn cản mưu của lão. Lúc đó ta nhận lời cậu, là vì dân đài. Nhưng bây giờ ta đã thất vọng cùng cực về dân đài rồi, còn lòng dạ đâu mà chiến đấu. Vậy được, ngài không cần làm gì cả, chúng ta cũng không cần hợp tác nữa, ngài chỉ cần sống tiếp thôi, được không? Cậu tưởng môn chủ tin tưởng cậu thật ư? Cậu tưởng lão ta không biết những giao dịch của cậu với Liễu Công Thuyên chắc? Chỉ cần có chút gì đó nghi ngờ cậu thôi, đến lúc quan trọng, lão ta há lại tha mạng cho cậu? Sao ta không biết được chứ? Chính vì ta biết mình không còn đường lui nào nữa, cho nên đành phải tiếp tục đi. Uống xong ly này thì tình bạn của chúng ta ở Nam Đô cũng kết thúc tại đây đi. Bao nhiêu huynh đệ ở khắp cái dân đài, bây giờ chỉ còn một mình ngài là ta tin tưởng được thôi. Ta không cho phép ngài chết, ngài phải sống cho ta. Vì cậu, ta sống thêm mấy ngày nữa vậy. Đúng là ngu không ai bằng. Ai cho con nhúng tay vào chuyện của dân đài? Con lập được công lao, sao mẹ vẫn cứ trách phạt? Chính vì Nam Cung Phóng thấy đệ sốt ruột muốn lập công, nên mới mượn tay đệ giết người để răn đe cảnh cáo. Chúng bắt đầu lén bỏ trốn, vốn dĩ Phúc Dương cũng sẽ không giữ lại hắn. Nếu đã muốn hợp tác, tôi làm vậy là để bày tỏ thành ý với Phúc Dương, thì có gì sai? Ai nói là ta sẽ quyết định hợp tác với lão? Chúng ta còn lựa chọn nào khác à? Làm y sao suốt như bây giờ? Không phải vì mẹ thiếu quyết đoán sao? Câm mồm, đừng để ta nhìn thấy mặt con nữa. Bây giờ nó thành ra thế này cũng là do ta gieo gió gặt bão. Mẹ à, e rằng Phúc Dương sẽ lấy chuyện này để gây khó dễ, ép mẹ đồng ý hợp tác. Thực ra chúng ta đâu chỉ có một lựa chọn là hợp tác với lão. Mẹ biết con muốn làm gì, nhưng sao con dám chắc là Dương Thương không nghe lệnh Phúc Dương đến đây giám sát chúng ta? Thưa mẹ, đang lúc hệ trọng, con gái không hề suy nghĩ theo cảm tính. Con tin huynh ấy với tư cách là thấu gia của Lăng Uyên và đã cân nhắc kỹ được mất. Cha, con nghe nói mấy nguyên lão trong môn phái sẽ bị hành quyết sau vài ngày nữa. Cha đã từng nói là sẽ xử lý chuyện này mà không cần đổ máu cơ mà. Minh Châu, muốn làm nên nghiệp lớn ác phải có hy sinh. Giết là để sau này không phải giết. Rốt cuộc phải giết bao nhiêu người nữa cha mới làm nên nghiệp lớn? Cha làm như vậy thì khác gì đám quan lại triều đình trừ khử những người không cùng phe cánh để mưu lợi đi. Hỗn sự. Minh Châu, chuyện này được mất như thế nào cha đã nói rõ với con rồi.
Nếu bây giờ cha không giết họ, chẳng lẽ lại đợi họ đến giết chúng ta hay sao? Trong thời gian tới, e là con sẽ phải nhìn thấy ngày càng nhiều cảnh giết chóc hơn đấy. Chẳng lẽ chúng ta phải đuổi cùng giết tận những người không cùng suy nghĩ với mình ư? Minh Châu, con người ai cũng tự làm máu thịt. Con cướp thêm một mạng người thì sẽ tạo thêm một cái nghiệp. Cha làm vậy cũng là vì bất đắc dĩ thôi. Con nghĩ cha là một người bất chấp tình nghĩa thật ư? Như Dân Tương đấy, rõ ràng cha biết nó có suy nghĩ khác, nhưng cha cũng không nỡ khi phải trừ khử nó. Nhưng rõ ràng Dân Tương đã nói là sẽ dốc lòng giúp đỡ mà. Minh Châu, đừng bao giờ tin vào những gì người khác nói. Bây giờ vì muốn giữ cái mạng nên nó mới nói là sẽ ở lại bên ta. Con cũng biết, nó với Công Thuyên ngấm ngầm qua lại, làm sao ta dám chắc hai người đó có âm thầm toan tính gì không? Sống chết của Dân Tương do ta và cũng do nó. Lần này ta bảo nó đến Nam Đô chính là để nó tự lựa chọn. Quận chúa tìm ta à? Dân Tương, nếu cha ta bảo ngươi đến Nam Đô thì đừng từ chối. Tại sao Phúc Dương Điện Hạ lại sai ta đến Nam Đô? Chuyện này ta không tiện nói nhiều. Tóm lại là ngươi phải nhớ kỹ lời ta, để bảo toàn tính mạng. Nếu Điện Hạ không tin tưởng ta thì cứ giết ta là xong. Ta là người dân đài, thiên hạ có còn chốn nào để ta đi nữa đâu. Xin quận chúa chuyển lời đến Phúc Dương Điện Hạ, Dương Mẫu quyết không hài lòng. Cha ta cố tình để ta đến thăm dò ngươi đấy. Hễ là người muốn làm nên nghiệp lớn trong thiên hạ thì buộc phải cắt đứt tư tình, chỉ được giữ lại người mình tin tưởng nhất bên cạnh. Đó là chuyện bình thường. Ngươi muốn làm nên nghiệp lớn, ngươi cũng như vậy ư? Ta cũng như vậy. Ta không tin. Trước đây ai cũng nói con người ngươi âm hiểm khó dò, lòng như rắn rết. Nhưng lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã cảm thấy ngươi không giống những gì họ nói. Quận chúa quá khen, ta là đệ tử ruột của môn chủ mà. Ý này là việc chọn hộ buôn bán với triều đình sẽ được quyết định nội bộ. Bây giờ bổn quan đã thay mặt quản lý công việc ở nha phủ Nam Đô rồi, thì còn lừa cậu được chắc? Nhưng thưa Hứa sư gia, Hứa đại nhân, ta nhớ là trước đây việc chọn hộ buôn bán với triều đình phải trình lên thánh thượng trước, thánh thượng mới ngự bút sắc phong. Tất nhiên Tô Mỗ không có ý bất kính, nhưng mà nha phủ Nam Đô thì quyết định nội bộ chuyện này kiểu gì được? Thì là thế này này. Tô công tử có thân với Tương công tử không? Nếu sau này có người cố ý gây khó dễ, huynh nhất định phải nói cho họ nghe những gì ta vừa nói. Tương công tử là bạn làm ăn buôn bán với Tô gia, chỉ vậy thôi sao? Nói một cách chính xác thì Tương công tử dù là địch dù là bạn của Tô gia, cái tính của hắn hay lấy lợi ích để dụ dỗ, lấy thiệt hại để ép buộc, khiến ta không thể không hợp tác với hắn. Tất nhiên tuy rằng lần nào cũng bị hắn lợi dụng, nhưng Tô gia vẫn kiếm được chút lời trong đó. Ra là vậy. Tô gia là hộ buôn lâu đời có khác, rất am hiểu đạo lý tìm cái lợi tránh cái hại. Hứa đại nhân, ngài cứ việc nói thẳng ra với Tô công tử đi. Quyết định nội bộ để Tô gia là hộ bán tơ lụa cho triều đình là ân điển của Phúc Dương Điện Hạ đấy. Có điều tuy là ân điển, nhưng cũng cần Tô công tử báo đáp.
Vâng. Vâng. Tôi công tử phải nhanh chóng hoàn thành chuyện ta vừa giao đấy. Nhớ kỹ là giữ kín bí mật. Hội buôn không loạn, dân chúng sẽ không loạn. Tôi gia là hộ đứng đầu hội buôn Nam Đô. Cho dù sau này công tử nghe được chuyện gì, nhìn thấy chuyện gì, thì cũng phải tự biết nên nói những gì, nên làm những gì. Tô mổ hiểu rồi. Các ngươi là ai mà dám xông vào nhà riêng của Tô gia hả? Tô công tử, dạo này có khỏe không? Hứa Khánh Văn nói gì với cậu? Tô mổ chỉ là thương buôn, an phận làm ăn buôn bán. Sao mà chỉ trong một ngày đã có nha phủ Nam Đô với nội vệ triều đình liên tiếp ghé thăm vậy nhỉ? Đại nhân hỏi câu nào thì ngươi trả lời câu đó đi. Tư công tử kể với ta không ít chuyện về cậu. Trước khi rời Nam Đô, cậu ta đã dặn cậu là phải phủi sạch quan hệ với cậu ta, đúng không? Cậu biết chuyện Thiệu Nhất Hoành đã chết chưa? Thảo nào lại là Hứa Sư Gia ra mặt. Thiệu Kỳ Phủ vì sao lại chết? Nói với bên ngoài là uống rượu quá nhiều, đột tử. Chắc chắn không phải là thật. Là Phúc Dương ra lệnh giết lão. Không phải Thiệu Nhất Hoành, mà quan lại trong các nhà môn lớn bé Nam Đô bây giờ đều đã đổi thành người của Phúc Dương rồi. Cậu đoán không nhầm đâu. Đúng là Phúc Dương muốn tạo phản đấy. Nhưng ta đã bắt tay với dân tương, chỉ mong dẹp được cơn loạn lạc này. Không thì khói lửa nổi lên, trăm họ ắt sẽ lầm than. Vậy dân huynh hiện đang ở đâu? Cậu ta đang ở cạnh Phúc Dương, thăm dò sắp xếp của Phúc Dương khi tạo phản. Đợi thời cơ đến sẽ phối hợp với ta từ bên trong. Vậy chẳng phải dân huynh đang thập tử nhất sinh? Đại nhân, chúng ta không nán lại lâu trong thành được đâu. Tô công tử, sự tình khẩn cấp, ta nói thẳng luôn vậy. Nếu cậu nhận lời tham gia mưu phản với Hứa Khánh Văn thì chắc chắn chỉ có đường chết. Cho nên bây giờ ta cũng sẽ cho cậu một cơ hội thập tử nhất sinh. Ta đường đường là thiếu chủ Lăng Uyên, há lại để các ngươi sai bảo như con thấy được. Cậu không đi thật à? Đâu phải chỉ có một mình ta giết Chung Bắt Đẩu đâu. Khấu thiếu chủ, bọn ta cũng chỉ chuyển lời thôi, sao phải làm khó bọn ta? Các người cũng nhìn thấy mà, tuy ta làm Chung Bắt Đẩu bị thương nhưng đâu có chí mạng. Hơn nữa Từ Lãng cũng ra tay mà, điện hạ đích thân nghiệm thi, nhát kiếm của ngài mới là nhát kiếm chí mạng. Diễn Võ đại sư của dân đài ta chết oan. Nếu mặc kệ chuyện này, e là sẽ khiến người đời thất vọng. Dân sư đệ, để thấy thế nào? Xin nghe môn chủ sắp xếp. Lăng Uyên các ngươi mãi mà vẫn chưa quyết định chuyện hợp tác. Rốt cuộc Khấu lão các chủ có ý gì? Ta cũng khuyên bà ấy rất nhiều lần rồi. Khấu thiếu chủ, ngoài việc đợi ra, bọn ta còn giúp được gì cho cậu không? Nếu vậy, bọn ta đành vừa đấm vừa xoa, đặt thêm tiền cược vậy. Chỉ cần có con dấu của các chủ là sẽ điều động được các phân đà, ta trộm nó về là xong. Các người cười cái gì? Phúc Dương điện hạ, ta thật lòng muốn hợp tác, nhưng bây giờ người cố ý lần lửa đâu phải là ta, sao ngài phải làm khó ta chứ? Thiếu chủ đi trộm con dấu thì dễ, nhưng thế thì dân đài của ta phải gánh cái tội xúi dục thiếu chủ à? Đi trộm con dấu cũng không được, chẳng lẽ ta lại cướp cái ghế các chủ được chắc? Khấu thiếu các chủ, đúng là dứt khoát. Ta, để ta xem trong đó có ai. Tránh ra.
Khang Kiều, Chung lão chưa chết được bao lâu. Các người đã ở đây chuyện trò vui vẻ. Mặt gia ngày sai rồi, tránh ra. Cậu cũng học được hết những gì tinh túy của dân đài thật rồi đấy nhỉ. Không yêu không hận, không khác gì một cái xác biết đi. Mạc Bất Phàm, tội gì phải làm vậy? Ngươi là cái thá gì? Ở đây là tổng đàn dân đài, đến lượt ngươi ngồi ở đây chắc. Môn chủ bảo cậu đi quản lý Việt Châu, cậu khinh cái chốn đói khổ cằn cõi đó, cứ đòi đến Nam Đô. Đến Nam Đô rồi thì phải cho điên đảo trời đất. Đi biết có ngày này, ban đầu ta đã bấm báo sự thật rồi. Mạc Bất Phàm, ngươi say rồi. Cũng phải, cũng phải. Ta bẩm báo thì cũng có ích gì đâu. Mấy người các ngươi, từ lâu mấy người các ngươi đã thông đồng với nhau, bày ra âm mưu hèn hạ bẩn thỉu. Chỉ có bọn ta là không hay biết gì. Mạc gia, để ta dìu ngài về, tránh ra. Cậu tránh xa ta ra, đừng làm bẩn ta. Thánh địa dân đại gì chứ, chặt một lũ đầu trộm đuôi cướp. Phúc Dương, ông còn định mưu phản xoán ngôi nữa cơ. Tiếc là lão già như ông tính toán đủ đường mà cũng không nhìn lại xem mấy kẻ xung quanh ông, ai mà không toan tính trong lòng chứ. Như hắn, hắn cam chịu khom lưng uống gối chắc. Hắn, ông xem hắn là của quý của báo. Ông có biết hắn thân thiết thế nào với nội vệ triều đình không? Hắn mới đi một phát là sẽ lâm le muốn lấy đầu ông thôi. Buông ta ra, tội một lũ bằng mặt không bằng lòng mà đòi làm nên nghiệp lớn ư? Khấu thiếu chủ, đừng để Bổn Dương phải đợi nữa. Thê Trúc, chuyện hợp tác liên quan đến tính mạng của hơn một vạn đệ tử Lăng Uyên, ta phải hết sức thận trọng. Mẹ tạm thời tin tưởng con. Cuối cùng mẹ cũng... Sao lại đưa con giấu cho tỷ ấy? Bao năm qua tỷ ấy làm gì được cho các đâu. Cho dù không làm được gì, cũng giỏi hơn cái đứa thành công không thấy chỉ thấy thất bại như con. Mẹ nghĩ kỹ thật rồi à? Ta đã cho con rất nhiều cơ hội. Tư chất và bản tính là thứ không thể gượng ép. Con ra ngoài đi, mẹ có chuyện phải bàn với tỷ tỷ của con. Ra ngoài. Tính tình Nguyên Kiệt ngày càng ngang ngược, tạm thời mẹ đừng kích động nó. Tại ta tự làm tự chịu thôi. Liên Yên, con tìm Tương công tử, nói với cậu ta chuyện mình đã bàn trước đi. Vâng. Mạc Bất Phàm sao rồi? Mạc gia, cút, cút. Mạc gia, ta là Dân Tương đây. Cậu mà dám vào, ta sẽ đập chết cậu.
Mẹ ta đã đồng ý với kế hoạch của huynh và điều động các phân đà Lăng Uyên. Coi như chuyện này đã xong được một nửa. Nghe nói mấy người dân đài muốn chạy trốn đều bị nhốt vào ngục cả rồi. Phúc Dương có tha cho Mạc Gia không? Còn lâu mới tha. Bây giờ Mạc Gia chỉ muốn chết. Nhưng dù thế nào đi nữa, ta cũng phải cứu ngài ấy ra. Ta có một cách đây. Tốt lắm. Bằng cách này, ta có thể lấy cớ lá rụng về cội để đưa Mạc Gia ra khỏi tổng đàn. Như thế cũng tiện để ta giải quyết một rắc rối không nhỏ. Rắc rối gì? Thực ra ta nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được bọn chúng bố trí hải tặc bằng cách nào. Với tình hình bây giờ, ta định phải lợi dụng Nam Cung Phóng. Dù sao cũng chỉ có hắn mới biết cách liên hệ với quan hải chủ. Huynh muốn bắt chước cách cũ, lôi cả Nam Cung Phóng ra luôn à? Đúng vậy. Nhưng nếu muốn lợi dụng Nam Cung Phóng thì ta cần có sự giúp đỡ của muội. Cứ như cũ, tin ta là được. Sao cảm giác quen thế nhỉ? Từ đầu đến cuối huynh chỉ việc sai bảo, ta chỉ việc làm theo. Thực ra ta nhớ cảm giác này vô cùng. Cảm giác này có quen không? Tránh ra, không được vô lễ. Lùi xuống đi. Nhìn sắc mặt thiếu chủ như vậy, chắc là không thỏa thuận được với Khấu lão các chủ nhỉ? Sao không ngồi xuống bàn bạc kỹ hơn? Chuyện lần trước Phúc Dương nói có còn được tính không? Cậu đang nói đến chuyện nào cơ? Cho ta lên làm chủ Lăng Uyên. Chúc mừng Khấu các chủ. Cuối cùng cậu cũng đã quyết tâm rồi. Vậy là Hứa sư gia đến gặp huynh theo lệnh của Phúc Dương, muốn huynh dự trữ lương thực, dải dốc và khoáng vật. Vậy Liễu đại nhân muốn huynh làm gì? Tất nhiên là muốn ta giả vờ giúp Hứa Khánh Văn. Đầu tiên vẫn sẽ dự trữ quân nhu, sau đó tiêu hủy toàn bộ, để lại một tòa thành trống cho Phúc Dương. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Trăm năm qua Tô gia ta buôn bán với triều đình, nhận được hoàng ân, quyết không thể tiếp tay để Phúc Dương mưu phản được. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn nơi đây biến thành chốn địa ngục. Sao? Sao mọi chuyện cứ như đang mơ vậy? Phải, Liễu đại nhân còn nói, dân huynh bảo ngày ấy đừng để Tô gia bị cuốn vào với bất cứ lý do nào. Nhưng sao Tô Minh Ngọc này có thể đứng ngoài cuộc, nối giáo cho giặc, nhìn dân chúng Nam Đô rơi vào biển lửa được chứ? Vậy theo kế hoạch của Liễu đại nhân, chúng ta có được mấy phần thắng để cứu ông chủ dân? Mất hết tiền tài, còn có thể kiếm lại từ đầu. Nhưng bây giờ đối địch với Phúc Dương, e là khó thoát khỏi cái chết. Hứa Khánh Văn nói với huynh là cứ việc lấy 40 vạn lượng ở Hiệu Đại Phong mà. Muốn chặn đường đuôi của Phúc Dương thì buộc phải mua hết hàng hóa ở Nam Đô. Không sai.
không được để sót lại bất cứ thứ gì thì mới rút củi đáy nồi được. Nhưng 40 vạn lượng thì đủ thế nào được? Thế phải dùng hết cả sản nghiệp tôi gia ấy chứ. Chúng ta chưa bao giờ đánh cược như vậy cả. Nếu đã là đánh cược thì thắng thua chưa rõ. Hãy cứ nghe con tim mách bảo. Đời này có muội, còn gì may mắn bằng. Môn chủ muốn uống rượu này thế nào? Rượu độc. Trong ngục có 4 người nhưng lại có đến 5 ly. Những gì con nói với ta sau khi về môn phái có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Bao nhiêu phần giả thì bấy nhiêu phần thật. Là Mạc Bất Phàm nói có mấy phần thật, mấy phần giả. Chuyện này môn chủ chắc phải biết rõ hơn ta. Cũng may con chưa nói vị trí của tổng đàn cho Liễu Công Thuyên biết. Không thì hắn đã thịt nát xương tan rồi. Dân đài có ơn tái sinh với đệ tử, ta quyết sẽ không phản bội môn phái. Ngày mai ta sẽ đến Dương Châu chỉnh đốn binh mã. Con có đi cùng ta không? Cả thành Dương Châu lẫn Nam Đô đều không thể thiếu. Không biết ngài định xử lý Nam Đô thế nào? Phải rời khỏi tổng đàn rồi. Những kẻ phản bội ta không thể giữ lại để ngừa hậu quả. Vào đi. Chắc con đoán ra là ly rượu này để lại cho ai rồi nhỉ? Hai người tình sâu nghĩa nặng, tiện hắn đoạn đường cuối cùng đi. Phúc Dương, đến đấy à? Ly này là quỷ mông hoa. Quỷ mông hoa uống xong mặt mũi thâm đen, thất khiếu trào máu. Uống thuốc trong hũ này của ta sẽ giúp ngài giả chết trong 3 ngày. Lúc đó ta sẽ nghĩ cách đưa ngài ra khỏi đây. Uống thuốc của cậu xong có giống như uống quỷ mông hoa không? Ngài cứ uống đi rồi biết. Ta khắc có cách. Lúc nào cũng nghĩ mình thông minh hơn người khác. Dân Tương,
Trong phòng lạnh quá, đi rót cho ta ly trà nóng. Có cần lấy ô mai cho ngài không? Được đấy. Đang lúc sinh tử mà ngài vẫn có nhà hứng vậy à? Bẩm báo điện hạ, Mạc Bất Phàm chết rồi. Xem ra có thể tin tưởng được dân tương. Ngài tìm ta có việc gì? Tại hạ có chuyện quan trọng muốn bàn với đại tiểu thư, và phải bàn riêng với cô. Mời. Ngày mà ta đến đây cũng vì chuyện hợp tác thôi nhỉ? Lăng Uyên và Dân Đài vốn cùng một nguồn gốc, nhưng lại cách trở suốt trăm năm. Nếu lúc sinh thời có thể giúp hai môn phái đồng tâm hiệp lực, có lẽ sẽ thực hiện được tâm nguyện của thế hệ đi trước. Làm việc dư thừa vốn là các chủ đã đồng ý hợp tác rồi mà. Ta còn chuẩn bị sẵn lời lẽ để thuyết phục, cơ mà thế này cũng tốt. Bữa tiệc rượu này coi như là để chúc mừng hợp tác đi. Thực ra đối với ta, chuyện hợp tác không phải quan trọng nhất. Đương nhiên, hợp tác chỉ là bắt đầu. Kiêu căng như ngài sẽ chịu cúi đầu trước Phúc Dương. Chuyện này ta không dám nói bừa. Nhưng đúng là những ngày qua có một chuyện khiến ta khó chịu. Tiểu thư thấy Tương công tử, sư đệ đồng môn của ta, có tài đức gì mà được môn chủ thiên vị? Không chỉ môn chủ mà cả đại tiểu thư cũng thiên vị hắn đúng không? Rốt cuộc ngài muốn gì? Năm đó ta hạ mình cầu thân với cô. Cô thà rằng rời khỏi Lăng Uyên chứ không chịu nhận lời ta. Chuyện này khiến ta mãi không thể nguôi ngoai. Nam Cung tiên sinh giúp ta giành lấy vị trí các chủ, ta phải có qua có lại mới đúng.
tấm lòng của Nam Cung tiên sinh dành cho tỷ tỷ, ta sẽ giúp ngài tội nguyện. Phệ Tâm Tán. Hay là hôm nay chúng ta động phòng qua chút, góp vui cho mối hợp tác này nhỉ? Ngươi dám? Thực ra ta cũng không hứng thú với đại tiểu thư lắm đâu. Điều khiến ta thực sự hứng thú là nếu Vân Tương biết cô đã thành người của ta, đã ngủ với ta, thì sẽ cảm thấy thế nào?